tiếp theo chúc mọi người luôn có một cái tư duy tích cực như thầy đã chia sẻ. Thì em xin tự giới thiệu về bản thân mình. Em tên là Trung, tên đầy đủ là Tạ Văn Trung. Gia đình cho các cháu thì cũng bỏ lên YouTube là trước là chỉ để lưu kỷ niệm thôi, nhưng mà tình cờ thì em được nghe chia sẻ thầy Hiếu rất ý nghĩa, rất ý nghĩa đối với em. Nó không chỉ đúng trong việc cái kiểu online trên YouTube chia sẻ với thầy, nó còn bao hàm cả trong cuộc sống. Em sống rất là lạc quan, vì là cuộc sống của em không được suôn sẻ cho lắm, nên là em sống rất là lạc quan. Cái video giới thiệu này thì em cũng chúc mọi người, chúc thầy, chúc mọi người luôn luôn có sức khỏe này, sức khỏe luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống. Thank you.